Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Xúc động chuyện vú nuôi La Vi chăm sóc Mai Phương những ngày cuối đời, phản ứng của cô Ốc Thanh Vân gây chú ý. Vì một chữ thương mà em bỏ đi công việc ổn định, mức lương khá, có hoa hồng để về chăm sóc Mai Phương khi bạn tôi mắc bệnh nan y. Bảo Như viết trong tâm thư gửi vú nuôi của La Vi. Sau gần một tháng diễn viên Mai Phương mãi mãi ra đi, những câu chuyện về ngày tháng cô chiến đấu với bệnh tật được bạn bè chia sẻ lại vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Được biết, sau khi mẹ mất, bé La Vi hiện đang được một người bạn thân là vú nuôi cận kề Mai Phương suốt nhiều năm chăm sóc chờ ngày Phùng Ngọc Huy về đón. Cho đến mới đây, Bảo Như bạn thân của Mai Phương bất ngờ chia sẻ những câu chuyện chưa từng được hé lộ về người vú nuôi này, khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bảo Như cho biết, sau khi Mai Phương mất, nhiều người dành sự quan tâm cho vú nuôi La Vi, thậm chí còn gọi cô là giúp việc. Điều này khiến người thân bố mẹ của vú nuôi La Vi cảm thấy rất tủi thân và buồn phiền. Bảo Như cũng cho biết, đây là người sẵn sàng bỏ công việc ổn định để về kề cận chăm sóc Mai Phương từng miếng ăn giấc ngủ, chia từng đơn thuốc từ khi cố diễn viên phát bệnh cho đến những giây phút cuối đời. Nói về vấn đề vú nuôi La Vi bị mọi người nói là giúp việc, Bảo Như chia sẻ, em rất ngại, thậm chí em nhạy cảm bởi vì em không phải là người giúp việc. Em vì một chữ thương mà bỏ đi công việc ổn định, mức lương khá, có hoa hồng để về chăm sóc bạn tôi khi bạn tôi mắc bệnh nan y. Vì một chữ thương mà em gần như xa hẳn gia đình hơn một năm qua, dù nhà em cũng ở Sài Gòn này. Tết em cũng sẹt về với ba mẹ một tí, rồi lại quay trở lại nhà bạn tôi để chăm sóc cô ấy. Vì một chữ thương mà em sáng trưa chiều tối tức bực với những cự thuốc, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, thực đơn ba bữa khác nhau và tuân thủ đúng chế độ cho người bệnh ung thư. Vì một chữ thương mà em không ngại bẩn, ngại dơ lau chùi phân tắm rửa cho bạn tôi. Vì một chữ thương mà em nằm ngoài hiên bệnh viện, tối ngủ mưa tạt, chuột chạy bò qua chân. Vì một chữ thương mà em chịu cả những lời đay nghiến, những lời trách móc oan ức và cả những hiểu lầm không đáng có. Chia sẻ về việc người này tận tâm chăm sóc bé La Vi, Bảo Như không khỏi nghẹn ngào. Vì một chữ thương mà giờ em phải gánh trọng trách hỗ trợ chăm sóc đứa con bạn tôi. Và tôi biết bạn tôi ở trên cao nhìn xuống, cực kỳ an tâm khi thấy con mình được em chăm sóc và dạy dỗ. Nói vậy không phải để trách những ai đã nhắn tin cho em, kêu em về làm giúp việc. Vì nào giờ em có bao giờ được làm rõ vai trò của mình mỗi khi xuất hiện bên bạn tôi đâu. Phần vì em nói không cần thiết và phần vì em cũng không suy nghĩ sau này sẽ có những chuyện như thế này xảy ra. Bạn tôi mỗi lần kể về em chưa bao giờ nhắc đến hai chữ giúp việc. Vì cô ấy biết em nhạy cảm lắm. Và cô ấy cũng biết em vì cô ấy mới trở thành giúp việc bất đắc dĩ. Sau những lời chia sẻ trên, Bảo Như hy vọng mọi người có cách nhìn khác để công việc và cuộc sống của vú nuôi La Vi ít bị ảnh hưởng. Được biết, khi đọc những dòng trạng thái của Bảo Như viết cho mình, vú nuôi của bé La Vi cũng bày tỏ. Sao có thể nói hết những khoảng thời gian em và Phương cùng nhau vượt qua khó khăn nhỉ? Trong những khoảng đó, em không thể một mình. Em cảm ơn những bữa cơm chị nấu cho em ăn vội để kịp giờ ăn rồi lại lay hoay bao nhiêu việc ở bệnh viện. Bao nhiêu cảm xúc nỗi lo sợ, sự bất an, chị luôn là người em chọn để chia sẻ những nỗi vui buồn trong trận chiến đấu thập tử của Phương. Em luôn biết ơn chị vì mọi thứ trước đó và sau này luôn như thế. Mọi thứ xuất phát từ yêu thương, nó luôn thôi thúc em phải hành động. Là một người chị thân thiết và cận kề bên Mai Phương trong suốt nhiều năm qua, Ốc Thanh Vân cũng không nén được cảm xúc và dành nhiều lời tri ân cho những người bạn đặc biệt luôn ở bên cạnh cố diễn viên. Cảm ơn, hai tiếng này dành cho hai chị em là không đủ. Phải là lời biết ơn chị Ốc, chị Như và mọi người mong được đồng hành cùng hai em để thêm chút tình yêu và sức mạnh vì những gì chúng ta cùng hiểu cùng trải qua. Cũng chỉ vì một từ thương, Ốc Thanh Vân chia sẻ.